Kính thưa thầy và tất cả các bạn, mình tên là Kha và sau đây mình xin trả lời câu hỏi số 5 liên quan tới Happy Zoster. Which of the following is an indication for inpatient treatment of a patient with Herpes Zoster? Thì câu nào dưới này là cái chỉ định cho những cái bệnh nhân bị Herpes Zoster cần phải nhập viện và điều trị nội trú? Câu A đây là ophthalmic involvement, tức là những cái tổn thương, những cái bệnh zona ở mắt. Chúng ta cùng tìm hiểu cái câu A này. Nó có tên gọi là Herpes Zoster ophthalmicus, hay còn cái tên khác là ophthalmic zoster. Đó chính là bệnh zona ở mắt. Cái symptoms generally include a rash of the forehead with swelling of the eyelid. Cái triệu chứng của nó, triệu chứng thông thường của nó là những cái mảng hồng ban ở trên trán cùng với lại là bị sưng mi mắt. There may also be eye pain, eye redness and light sensitivity. Bệnh nhân sẽ thấy bị đau mắt, đỏ mắt cũng như là nhạy cảm với ánh sáng. Before the rash appears, tingling may occur in the forehead along with the fever. Trước khi những cái mảng hồng ban này xuất hiện thì bệnh nhân sẽ cảm thấy đau châm chích ở trước trán cùng với lại bị sốt. Và biến chứng của nó là complications may include vision loss, increased pressure within the eye and chronic pain. Biến chứng của nó bao gồm là làm mất thị lực, thứ hai là làm tăng cái áp lực trong mắt và thứ ba đó là gây cái chứng đau mãn tính. Thì cái cơ chế của nó như thế nào? The underlying mechanism involves a reactivation of the varicella zoster virus within the ophthalmic nerve. Thì khi chúng ta, cái con virus mà varicella zoster này nó gây bệnh thủy đậu, thì sau khi mà chúng ta lành bệnh rồi, nhưng mà những cái con virus này nó vẫn còn tồn tại trong cơ thể ở cái dạng ngủ đông. Và sau khi mà nó được tái hoạt động, reactivation, và nó gây ảnh hưởng lên cái dây thần kinh thị giác, ophthalmic nerve, thì nó sẽ gây ra những cái biến chứng này. Và thêm nữa, những cái risk factor, những cái yếu tố mà nguy cơ thì ở đây bao gồm đó là thứ nhất là cái chức năng miễn dịch nó kém, thứ hai là bị những cái stress, căng thẳng thần kinh, và thứ ba là tuổi già. Tiếp theo câu B ở đây là group herpetiform vesicles on the erythematous base. Chúng ta cùng nhìn cái hình sau. Ở đây là các cái group herpetiformis. Cái thứ hai là đây là các cái mảng hồng ban là erythematous black. Thì đối với câu B mình hiểu như sau, đó là trên da của bệnh nhân á, nó sẽ có nhiều cái mảng mày đay, ban đỏ, mụn nước, bọng nước và nó tập trung thành từng cái nhóm. Câu C đây là erythema with induration. Erythema tức là các cái mảng hồng ban, các cái mảng phát ban. Induration ở đây á, chúng ta hiểu là ở đây người ta dịch là indurated skin thì has a hard resistant feeling. Tức là người ta dịch là cứng da là do sự dày lên của lớp bì, là các yếu tố cấu tạo bì đã đặt lại làm sự trượt của da trở nên khó khăn. Cứng da này không đồng nghĩa với sự tăng sinh thượng bì. Còn câu D ở đây là slow resolution of erythematous black, thì các cái mảng hồng ban này nó thoái triển rất là chậm. Như vậy trong bốn câu này, câu nào là cái chỉ định mà bệnh nhân cần phải nhập viện và điều trị nội trú? Đó chính là cái câu A. Vì nó gây những cái biến chứng rất là nghiêm trọng, có thể dẫn tới mất thị lực. Và chúng ta cùng xem thêm một số các cái chỉ định khác thì cần phải điều trị nội trú. Ở đây là người ta giải thích là uncomplicated zoster does not require inpatient care. Những cái bệnh nhân bị zona nhưng chưa có biến chứng thì không cần thiết là phải nhập viện và điều trị nội trú. Thì những người nào cần phải nhập viện đó là có severe symptoms, những cái triệu chứng nó nặng, trở nặng, immunosuppression, đang sử dụng những cái thuốc mà ức chế miễn dịch, atypical presentations, có những cái biểu hiện lâm sàng nhưng mà không có định hình, ví dụ như là viêm tủy, involvement of more than two dermatomes. Khi chúng ta nói tới cái dermatome mà, thì chúng ta nhớ về cái hình ảnh của cái con ngựa vằn. Thì dermatome là cái gì? Đó chính là cái vùng da mà nó được cảm giác bởi một cái dây thần kinh. Thì khi mà trên hai cái vùng này nó bị ảnh hưởng đó, bị tổn thương á, thì cần phải nhập viện điều trị. Significant facial bacteria, super infection, bệnh nhân bị bội nhiễm, disseminated herpes zoster, bị zona nhưng mà dây nó lan rộng toàn thân á. Ophthalmic involvement là nãy chúng ta đã giải thích, nó là zona ở mắt, nó gây những cái tổn thương ở mắt. Và meningeal encephalopathic involvement thì những cái bệnh não và màng não.
Và xin cảm ơn thầy và tất cả các bạn đã theo dõi.